Captain America, Aquaman, Hulk, Harley Quinn và những siêu anh hùng khác phiên bản trứng phục sinh? Sao có thể? Rất đơn giản thôi. Cùng làm trứng phục sinh Marvel và DC ngay thôi nào. Jessica và Stevie đang xem phim siêu anh hùng và người bạn siêu thân thiết Ben đã đến. Anh ta có tốc độ tia chớp và đang háo hức chờ đợi điều gì đó. Chờ đợi nguồn năng lượng siêu nhiên chăng? Sao anh ấy lại bối rối thế? Chuông cửa reo. Cuối cùng Ben đã nhận hàng. Dán logo Marvel và DC vào hộp trứng rỗng. Đặt những quả trứng anh hùng tương ứng vào mỗi khay. Ben đang rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng nhận được hàng. Có gì trong này thế nhỉ? Ben đã mở ra một bộ trứng phục sinh. Còn hơn cả trứng nữa. Đó là những siêu anh hùng từ hai vũ trụ. Nhìn xem, Hớt tí hon nè. Anh chàng trứng này rất cứng đó nha. Vẽ hình Hớt trên quả trứng gỗ. Sơn bằng sơn acrylic. Dùng đất sét khô màu xanh. Tạo hình hai cánh tay cơ bắp của Hớt. Để cho nó cứng lại và phủ lên một lớp sơn acrylic. Dán vào cơ thể. Ben đang chơi đùa với Hớt. Thế nhưng những người bạn không hề hào hứng về trò trẻ con này. Họ chăm chú vào điện thoại. Và người khổng lồ xanh Hớt đã ảnh hưởng đến Ben. Anh ta muốn phá hủy mọi thứ. Và Ben đã có siêu năng lực. Chiếc ghế này đặt sai chỗ rồi. Ôi chúa ơi! Ben nhấc lên chỉ với một tay thôi. Ôi Marvel, chuyện gì vậy? Ben dễ dàng hạ gục Stevie rồi. Sức mạnh này thậm chí còn phá cả ngôi nhà cơ. Jessica kinh hoàng và nhanh chóng lấy món đồ chơi đi. Người phá hủy Hớt đã mất tác dụng. Thật hỗn độn. Anh ta nên tránh xa Stevie ra ngay. Xem còn gì trong hộp không nào. Ơ, một quả trứng đỏ đáng yêu. Là Flash, nhân vật Jessica vô cùng yêu thích. Dùng mũi kim chích vào quả trứng. Dùng kim trộn lòng đỏ và lòng trắng trứng. Cho ống tiêm vào và hút hết ra. Làm sạch quả trứng nào. Dùng keo giấy dán lỗ đó lại. Vẽ hình khuôn mặt và logo Flash lên vỏ trứng bằng bút chì. Sơn màu acrylic lên. Cắt hai tia chớp từ giấy bìa cứng màu vàng. Gắn vào hai bên tai. Tô đậm logo bằng sơn acrylic màu đen. Ngay khi Jessica cầm quả trứng Flash thì thế giới đột nhiên ngừng lại. Siêu năng lực đã hoạt động. Jessica có tốc độ nhanh như tia chớp. Wow, thật không tin được. Bạn làm lại lần nữa xem sao. Xem nè. Jessica ngay lập tức mang đĩa bánh đến. Wow, quả trứng Flash này siêu hữu ích đó nha. Nó phá tan các định luật vật lý rồi. Đến lượt Stevie chọn rồi. Ôi làm ơn, quả nào cũng được trừ quả đó. Bạn muốn có sức mạnh phá hủy như Ben sao? Lấy quả này đi, quả trứng vô hại Harley Quinn. Làm sạch vỏ quả trứng rỗng. Dùng băng keo giấy che lỗ lại. Vẽ khuôn mặt và trang phục của Harley Quinn lên vỏ trứng bằng bút chì. Sơn màu bằng sơn acrylic. Tô màu hai bím sợi bằng bút lông màu hồng và xanh. Gắn vào làm tóc giả nào. Gắn thêm một cây gậy gỗ có nhãn vào một bên vỏ trứng để làm gậy bóng chày. Vui vẻ đi nào. Stevie không hề nhận ra điều hài hước trên mặt anh ta đâu. Còn hơn cả Harley Quinn nữa.
anh ấy là Harley Quinn. Jessica thích điều đó. Anh chàng sẽ nhận được hàng triệu like trên Instagram. Nhưng Stevie đã nhận ra. Ồ không, bỏ filter Snapchat đó ngay đi. Ben đang phân vân lựa chọn siêu anh hùng tiếp theo. Anh ấy đã chọn Aquaman. Hãy cho tôi năng lực của nước. Quét một lớp acrylic màu be lên một nửa quả trứng xốp. Bọc một lớp vải lông. Định hình lại mái tóc bằng cách dùng kim gắn chặt tóc vào trứng. Phần còn lại, hãy gắn đinh tán vàng vào. Đây chính là vảy của người cá Aquaman. Phát thảo khuôn mặt của Aquaman. Tô màu acrylic. Dùng tăm xỉa răng làm đinh ba. Sơn màu bạc. Dán đinh ba vào trứng. Ben hoàn toàn hóa thân thành vị thần biển cả. Anh có thể dễ dàng tạo nên sóng thần, lũ lụt hoặc là cuộc xâm lăng của loài cua. Thế giới nên thấy sức mạnh thật sự của ta. Stevie đẩy lùi thần biển quay trở ra biển. Sao người dám? Ben tức giận với người bạn của mình. Stevie chỉ như vậy đã có thể dễ dàng làm hỏng ngày lễ Hải Vương. Nhưng hai người bạn nhanh chóng làm hòa. Suy cho cùng thì Ben chính là thần biển tuyệt vời nhất ở nơi này. Jessica lấy quả trứng siêu anh hùng của cô ấy là Black Widow. Phủ một lớp sơn acrylic màu be lên quả trứng xốp. Vẽ trang phục cho Black Widow. Thêm khóa kéo bạc. Thêm màu đỏ cho phần móc khóa. Vẽ mặt nào. Tạo mái tóc đỏ bằng vải nỉ len. Dùng kim gắn mái tóc vào trứng để tạo kiểu tóc. Chàng trai nói cho cô gái năng lực của Black Widow. Cô ấy là một chiến binh quả cảm và có thể... Úi, Jessica đã có siêu năng lực. Nhưng cô ấy còn đang nghi ngờ về năng lực của mình. Stevie cũng bị lôi vào trận chiến này. Này Jessica ơi, bình tĩnh lại. Mau kéo Jessica ra trước khi cô ấy tấn công bạn mình. Có quá nhiều chuyện phải giải quyết. Chỉ còn lại 3 quả trứng đặc biệt thôi. Mỗi người đều lấy một quả còn lại. Jessica đã lấy Deadpool. Dùng kéo làm móng, chọc một lỗ nhỏ trên trứng. Sau đó dùng dùi đục to ra. Lấy hết phần trứng bên trong ra bằng ống xi lanh. Nhớ làm sạch vỏ trứng nha. Cho ngôi sao lấp lánh vào. Dùng băng keo giấy dán lỗ lại. Vẽ khuôn mặt và trang phục của Deadpool bằng bút chì. Sơn màu acrylic lên. Dùng màu đỏ, đen, bạc và trắng. Còn Ben thì nhận được trứng Batman. Dùng thước và bút chì để vẽ lên quả trứng gỗ. Chia làm đôi. Và vẽ mặt Batman lên phần trên. Logo và thắt lưng sẽ vẽ ở dưới. Dùng sơn acrylic màu đen, bạc, vàng và trắng. Cắt hình áo choàng từ vải nỉ màu đen. Và một đôi tai nhỏ tam giác. Dán chúng vào quả trứng đi nào. Cuộc chiến siêu anh hùng bắt đầu. Batman gặp Deadpool. Quả trứng nào mạnh hơn? Batman tấn công nhưng Deadpool đã phản đòn. Một cú đánh bất ngờ và Deadpool đã bị hạ gục. Những gì còn lại chỉ là vỏ trứng vỡ. Chà, không biết chừng nào mới có Deadpool phần 3 đây. Jessica đang thương tiếc quả trứng anh hùng. Stevie nghe tiếng khóc của ai đó. Captain America sẵn sàng giúp đỡ quý cô ngay. Vẽ lên quả trứng bằng gỗ, khuôn mặt và logo của Captain America. Sơn bằng màu acrylic. Dùng compa vẽ một vòng tròn lên giấy bìa.
thêm một vòng tròn nhỏ hơn và một ngôi sao ngay giữa. Tô màu khiên của Captain đi nào. Cắt khiên ra. Cắt thêm một đường nhỏ vào giữa. Dán hai cạnh lại để tạo hình nón. Gắn khiên vào trứng ngay nào. Jessica, hãy lau nước mắt đi. Captain America đến giải cứu đây. Batman không thể làm hại ai được, vì Captain đã ở đây rồi. Có vẻ Stevie đã quá nhập tâm vào nhân vật này. Anh ta diễn hơi quá. Bình tĩnh đi, chỉ là quả trứng thôi mà. Bạn có thích các quả trứng phục sinh này không? Hãy bình luận đâu là siêu anh hùng bạn sẽ trang trí trên quả trứng phục sinh nha. Và đừng quên nhấn thích video, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ ý tưởng siêu anh hùng sáng tạo nào trên Trôm Trôm.